Xin chào mọi người. Trong cái video ngày hôm nay thì bên phía công ty tiếp tục giải đáp thắc mắc của một anh về cái vấn đề mà cái liên quan tới con cua ta M6240 ở UH này. Thì nói chung là cái con máy này á, gần như thị trường Việt Nam mình đó là nó gần như là nó mới xuất hiện, nên những cái câu hỏi đặt về cái con máy này nó rất là nhiều, nhưng mà trong một video thì không thể nào giải thích hết được cho mọi người được, nên bên phía công ty sẽ chia ra từng cái video để chọn lọc những cái câu hỏi nào mà hay nhất và những câu hỏi nào mà nó cần thiết nhất tại thời điểm hiện tại, thì ưu tiên về cái mức độ ưu tiên nó cao hơn thì bên phía công ty sẽ ưu tiên giải đáp trước cho mọi người cùng biết về cái dòng máy M6240XH này. Câu hỏi của cái anh đó là như thế này, thì cái con máy này á và số chạy của nó là hoàn toàn bằng thủy lực, thì nó sẽ gọi là tới lúc mà hư hỏng xảy ra sự cố ấy, thì cái chi phí bảo dưỡng của nó với lại một phần nữa thì cái chi phí linh kiện, chi phí công thợ linh kiện, tóm gọn lại là chi phí bảo dưỡng thay thế sửa chữa của nó với lại thêm một phần nữa, thì lúc mà nó hư thì nó do con máy này nó sẽ mới quá, không có biết là rằng thợ ở khu vực của mình có thể đủ khả năng để mà bảo dưỡng cái con máy này không. Thì giờ để giải đáp thắc mắc câu hỏi đó trong cái video ngày hôm nay, thì bên em sẽ làm về cái vấn đề phân tích về cái vấn đề cái hộp số của cái con M6240 này, với lại một phần nữa là cái chi phí bảo dưỡng như thế nào và cái những cái cần thiết của trên cái con 6240 này. Thì do nó quá mới thì một số anh vẫn còn đang lo sợ, vẫn còn đang e ngại về cái dòng 6240 này. Thì 6240 thì nó có mặt trên thị trường Việt Nam lâu rồi, còn 6240 này thì nó giai đoạn này càng như là mới quá, nó mới có mặt trên thị trường Việt Nam này. Còn 6240 này ở tại thị trường của Thái Lan nó gần như là nó có mặt từ cũng thời gian cũng khá đủ để mình gọi nó là có mặt lâu trên thị trường. Trước tiên mình vào cái vấn đề của ngày hôm nay á, là em xin phép được nhắc lại với mọi người, thông tin tới mọi người một cái vấn đề mà trong những video ngày hôm trước em đã có nhắc. Thì có thể là những anh nào đó đã xem những video ngày hôm trước á, có thể mình nghe lại một lần nữa. Còn những anh nào mà lần đầu tiên xem cái video này á, thì mấy ảnh cũng cần cái thông tin đó. Thì thông tin đó thì sẽ như thế này, thì cái con đối với con mà cô ta mời số 240 này á, là con này nó được sản xuất nguyên con tại bên Nhật Bản, lắp ráp và sản xuất nguyên con bên Nhật Bản và chuyển qua cho bên thị trường của Thái Lan cho người dân Thái họ sử dụng và theo tiêu chuẩn và chất lượng của Thái Lan. Còn đối với con M6240 á, cái con M6240 thì từ năm 2023 trở về trước á, là nó được Nhật sản xuất toàn bộ bên Nhật hết, và bên Nhật họ sẽ sản xuất theo những cái tiêu chuẩn khác nhau, ví dụ như tiêu chuẩn chất lượng của hàng Thái Lan, nội địa Thái Lan, hoặc là tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam mình. Nói chung là nó sẽ sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, trong đó tiêu chuẩn của hàng Thái Lan là cao nhất. Cái con mà M6240 á, ngày xưa mà bên dân Thái họ sử dụng á, là cũng là do Nhật sản xuất chứ không phải là dân Thái họ sản xuất cho mọi người, mà theo cái chất lượng tiêu chuẩn nội địa Thái Lan nên nó sẽ cao hơn của Việt Nam mình rất là nhiều. Với lại là cái con đó ngày xưa của Thái á, là nó chỉ có một xứ sở thôi, nhớ cho mọi người. Rồi với lại một phần nữa, từ năm 2024 á, là Nhật Bản chuyển toàn bộ cái dây chuyền sản xuất và lắp ghép sang bên Thái hết, và để người dân Thái họ sản xuất những cái con M6240 đó cho thị trường của Việt Nam mình. Thì 2024 là những cái con 6040 ở thị trường Việt Nam mình á, toàn bộ là made in Thái Lan hết, nhưng mà theo tiêu chuẩn và chất lượng của Việt Nam. Thì cái năm 2024 á, cái con mà bản từ năm 2024 trở đi á, là những cái con mà M6040 thì được sản xuất nguyên con tại bên Thái Lan theo tiêu chuẩn và chất lượng của Việt Nam mình, nên mọi người đừng có hiểu nhầm là cái từ 2024 trở đi ấy, là Kuta M6040 là đó là máy Thái nha mọi người. Tuy rằng nó sản xuất bên Thái Lan nhưng mà nó là theo tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam mình đưa ra, nên không thể nào so bì với hàng nội địa của Thái Lan được. Hàng nội địa Thái Lan thì nó sẽ về chất máy, về mọi thứ thì nó đều hơn hàng của Việt Nam mình hết, nên mọi người không thể so sánh như vậy. Thì đó là một số thông tin em xin phép được nhắc lại trong video ngày hôm nay. Rồi để đến với cái nội dung chính của ngày hôm nay á, thì đây cho mọi người cùng xem về cái vỏ máy của con này. Thì trong những video ngày hôm trước thì mình cũng đã có nói về cái vỏ của cái hộp số con này.
Rồi số này giỏi này làm bằng gan nên rất là cứng. So với 60 thì nó cứng hơn nhiều lắm. Rồi cái con này á mọi người, con này á là cái anh đó nói là con này chạy toàn bộ là số nhất hết, nên nó chi phí bảo dưỡng khi mà con máy xảy ra sự cố á, thì nó rất là cao. Thì em xin phép được thông tin tới anh này, cái con này nó chỉ chạy, nó chỉ có cái phần mà trợ lực thể lực á, thì nó cái phần mà trợ lực thể lực á nó chỉ có đây. Đây là cái chỗ mà cái bộ phân phối trong đó nó có một cái biến mô ở trong. Thì cái này á, nó chỉ dùng để dùng cho cái bộ đồng tốc tiến lùi thôi, với lại cái ly hợp của cái con máy M6240 này. Còn nguyên một cái phần số để chạy phía sau á, toàn bộ nó là cơ hết nha. Nguyên phần số chạy phía sau toàn bộ của nó là cơ hết, chứ nó không phải là nguyên chạy toàn bộ là từ số cho tới ly hợp cho tới đồng tốc tiến lùi là thể lực hết, không phải. Số nó là cơ. Đây đây, đem cả số lên cho gài cho mọi người xem. Do nó số cơ nên gài rất là nặng, nó nặng hơn con số thể lực nhiều. Còn cái cận đồng tốc á, đồng tốc do đồng tốc nó trợ lực bằng thể lực á nên nhẹ, rất là nhẹ mọi người xem, rất là nhẹ nhàng, một ngón tay thôi cũng có thể gài được rồi. Đây, đây, một ngón tay thôi có thể gài được rồi. Tại vì cái đồng tốc tiến lùi á nó xài bằng trợ lực thể lực á nên nhẹ nhàng, nó nhẹ lắm, mình vô nó rất là nhẹ. Còn bên đây số đây thì nó hơi khó xíu. Số đây là phải mình bắt buộc mọi người phải dùng lực, tại vì cái số chạy của nó là số cơ, anh bắt buộc phải dùng lực mới có thể gài vào được. Thì cái đó là một phần của cái con máy M6240 này em muốn thông tin với anh. Vấn đề tiếp theo á, vấn đề tiếp theo là nếu mà con máy này nó xảy ra cái vấn đề gì á, là chi phí bảo dưỡng của nó như thế nào, và thợ ở khu vực của Việt Nam mình á có thể đáp ứng được cái kỹ thuật để mà bảo dưỡng sửa chữa con máy này không. Thì em cũng xin phép được thông tin tới anh như thế này. Thì cái con máy này á là M6240 này á, tuy rằng nó là mới ở Việt Nam mình, tuy rằng nó quá mới đi so với thị trường Việt Nam mình, nhưng mà nó con này á là nó được cải tiến hơn lên, nhưng mà nó được sử dụng từ những cái hay của những cái con máy đời trước. Ví dụ như là cái động cơ của con này á là nó xài của động cơ con M6240, nhưng mà tinh chỉnh một xíu lên được 62 mã lực. Còn cái về cái phần sau á, cái vỏ hộp số của con này á thì nó sẽ xài chung với con M7040, và cái bộ phân phối này á, với cái biến mẫu trong á là nó xài của những cái con máy lớn 9540, 8808 đưa xuống, và nguyên cái bộ ly hợp này bằng thể lực này á, là đưa từ những cái máy đó xuống. Với lại một phần nữa, cái bơm của con này á, cái bơm của con này á là nó xài cái bơm của những cái dòng máy lớn đưa xuống của 70 lại. Nó xài bơm của hình như của là mình hay mình được biết là nó xài của cái bơm của 70 đưa lại. Nên cái vấn đề á mà để mà sửa chữa cái vấn đề mà để mà bảo dưỡng sửa chữa những cái con máy này á, thì gần như là những anh thợ ở Việt Nam mình có thể làm được hết, có thể đáp ứng được hết. Tại vì cái cơ cấu cấu tạo của nó giống như những cái dòng máy mà em vừa đề cập tới á. Những anh nào mà từng sửa qua những con máy đó thì những con máy này, con M6240 nè, thì mấy anh nó có thể làm được hết về cái vấn đề kỹ thuật và có thể đáp ứng được hết. Mọi người á, mà lấy bên cái đơn vị của bên em cung cấp á, thì sẽ được hỗ trợ kỹ thuật cho mọi người, nên mọi người cứ an tâm mà sử dụng cái con máy này. Cái đó là về cái phần yếu tố con người, về cái phần kỹ thuật sửa chữa bảo dưỡng của đối với cái dòng M6240 này. Còn về cái phụ tùng thì sẽ như thế nào, về cái giá thành sản phẩm sẽ như thế nào, đây cho mọi người cùng xem. Thì do nó xài cái đồng tốc tiến lùi bằng thể lực, do nó xài cái bộ đồng tốc tiến lùi của nó là chạy bằng cái thể lực, với lại cái ly hợp của nó là bằng trợ lực bằng thể lực hết, nên về cái cách vận hành đó mình có thể nhẹ nhàng hơn xíu. Nhưng mà về cái phần mà bảo dưỡng bảo trì á, là do nó xài cái trợ lực bằng thể lực nên gần như mà cái tác dụng á, lúc mà mình vào số mà gài số tiến lùi á mọi người, khi mình gài vào số da thì nó sẽ đảm bảo rằng là cái khớp bánh răng á nó đã vào đúng hết vị trí. Còn khi mà mình xài mà cái đồng tốc tiến lùi bằng cơ giống như trên con M7040 á, thì cái lúc mà mình gài số tiến lùi á, đôi khi là mình
thao tác nhanh quá, mình gài mình đẩy lên nó chưa có tới hoặc là như thế nào đó, thì nói chung là nó sẽ bánh găng nó sẽ lúc đó nó ăn khớp chưa đúng cái vị trí đó. Mình chạy mình sẽ rất là bị dễ bởi cái bánh găng đồng tốc tiến lùi. Với lại một phần nữa là trên cái con MV040 như mọi người cũng biết thì cái đồng tốc tiến lùi của nó sẽ rất là dễ bị đứt cái cọng dây, bị đứt cái cọng dây mà cọng dây gài, hoặc là có những cái trường hợp là bởi cái bộ số đồng tốc tiến lùi rất là nhiều trên con MV040. Mà những cái bộ số mà trên MV040 bộ số tiến lùi á thì giá thành nó sẽ rất là cao rất là nhiều. Còn một con MV240 này thì mình không nói nó sẽ là nó giá thành của phụ tùng á, mình không đảm bảo rằng thì nó sẽ rẻ hơn con MV070. Con chó con này á nó xài tiến lùi bằng thể lực nên gần như là những cái thao tác của mình á, gần như là nó chính xác tuyệt đối, nên cái vấn đề mà hư hỏng hay như thế nào đó thì nó xảy ra thì nó sẽ gọi là hy hữu hơn so với cái việc mà mình xài cái đồng tốc tiến lùi bằng cơ. Kể cả số cũng vậy, số cơ là đôi khi mà mình gài số mình chạy mình thao tác nhanh quá, mình gấp quá, mình gài số nó vô không tới, cần số chỗ gài nó gài chưa tới, chưa sát, là những cái bánh găng nó sẽ bị gọi là sẽ bị va chạm vào nhau, nó sẽ bị va đập vào nhau, và cứ như vậy một lần, hai lần, ba lần, từ từ những bánh găng nó sẽ bị bể và nó hư hộp số mình luôn. Thì cái động tác tiến lùi nó cũng vậy, mình gài bằng cơ thường động tác tiến lùi này thường mấy anh chạy sẽ thao tác rất là nhanh, cho máy chạy tới chạy lui thì sẽ thao tác rất là nhanh. Thì những cái đoạn mình ôm cua mình phải đánh cái đuôi máy lại để mình lấy sát vào bờ để mình sới cho nó sát á, thì phải sử dụng cái động tác sử dụng cái này rất là nhanh. Nhưng mà cơ thì mình thao tác nhanh như vậy là cái độ chính xác nó không có. Còn thể lực á, mà nếu mà mình thao tác nhanh như thế này á thì gần như cái độ chính xác của nó có tuyệt đối. Nên về cái vấn đề mà độ bền á, em nghĩ là thằng thể lực này nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ bền hơn cơ. Nên mọi người cũng cứ yên tâm mà sử dụng. Có thể là một số anh sẽ lo lắng về cái vấn đề mà thể lực này có liệu rằng nó có bền bằng cái hàng cơ không thôi, nhưng mà mọi người cứ an tâm mà sử dụng cái dòng này. Đó là về cái phần mà cái đập tốc tiết lùi. Rồi còn đối với phần ly hợp trợ lực bằng thể lực á, trong video ngày hôm sau mình sẽ giải thích tới mọi người về cái phần đó. Trong video ngày hôm nay thì mình chỉ nói tới cái phần mà cái động tốc tiến lùi của con này nó sẽ bằng thể lực đó, nó ổn hơn hay là nó không ổn so với những cái việc mà cái động tốc tiến lùi của trên những cái con máy khác mà sử dụng bằng cơ. Khi mà động tốc tiến lùi bằng thể lực thì như em đã nói thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm như thế, còn động tốc tiến lùi bằng cơ thì nó cũng có ưu nhược điểm khác nhau. Trên cái con này á thì mình cũng muốn thông tin lại tới cái anh đó, là cái con này á anh, là cái hộp số của nó là hộp số cơ, số chạy nó là số cơ hoàn toàn, tầng rùa thỏ toàn bộ là cơ hết. Nó chỉ có cái động tốc tiến lùi và cái ly hợp thì nó sử dụng là trợ lực bằng thể lực. Thì trong video này mình cũng được đã giải đáp thắc mắc tới anh đó, thì mọi người có những thắc mắc gì hãy comment bên phía dưới video hoặc là gọi số điện thoại bên dưới màn hình, sẽ có nhân viên bên phía công ty hỗ trợ tư vấn cho mọi người. Đây là con M6240 ở Đông Hắc, khá là mới trên thị trường của Việt Nam mình. Tại Việt Nam, anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua cái số điện thoại trên màn hình, hoặc có thể đến trực tiếp tại công ty. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người tư vấn những cái chiếc máy mà phù hợp nhất với nhu cầu của từng người.